Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia và công dân Việt Nam nhập cảnh, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia và người thân công dân Việt Nam nhập cảnh tại các địa phương. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa có văn bản gửi các bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải và ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh thành phố Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắc và Gia Lai về việc quản lý nhập cảnh. Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh. Cùng với đó, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia và người thân, công dân Việt Nam nhập cảnh.